Các bạn đang xem kênh của mình á, thì nên sắm một cuốn sổ và vẽ các cái mạch điện, vẽ tất cả các mạch điện vào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn cái mạch đảo chiều động cơ bằng IRF. Đây là cái sơ đồ trước đây. Đó, là dùng cái mạch này. Mạch đảo chiều động cơ này á, thì mình thấy nó đang còn có một số cái nhược điểm. Đây. Nó còn có một số nhược điểm, đó là khi dùng á, thì bốn con MOSFET này nó sẽ nóng và cái cường độ dòng điện nó chịu không có cao. Cái thứ hai á, là sơ đồ đấu nối nó vẫn còn hơi rắc rối, phức tạp. Cái thứ ba á, là cái dòng điện đi qua đây nó bị hao phí một lượng khá lớn. Đấy. Rồi cái thứ tư nữa là nếu mà đấu sai cực thì mạch nó không có chạy. Đấy. Thì bởi vậy cho nên hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mạch điện mới đảo chiều động cơ. Đơn giản hơn rất là nhiều và các bạn có thể dễ dàng làm nó trong cái khoảng thời gian là cực kỳ nhanh. Đó là chỉ cần dùng hai con rơ le thôi. Đây là cái sơ đồ mạch điện của nó này các bạn. Đảo chiều động cơ không tự dưỡng nhé, chỉ dùng hai con rơ le. Đấy, 512 V. Đó, các bạn sẽ nhìn cái chiều như thế này nhé. Yeah, thì hai chân ngoài này, đó là hai chân này nha các bạn. Rồi. Mạch này cực kỳ đơn giản và cái này nó dòng tải nó chịu được là 7A. Các bạn có thể thay những con này lên 30A cũng được. Relay 30A. Thì nó sẽ chịu được 30A và thậm chí lên cả 100A hoặc 1000A cũng được. Đấy. Cái điểm này là điểm dương này. Mình kích qua điểm A thì motor quay qua trái qua phải, từ trái qua phải. Kích qua điểm B, motor sẽ quay từ bên phải qua bên trái. Rồi sau đây mình test cho các bạn xem nhé. Các bạn xem trước cái sơ đồ mình đấu trên cái này. Đây. Thấy chưa? Thì là chân âm này. Chân âm nối với nhau này. Đây cũng nối âm này. Đây nối âm này. Thì sẽ nối vòng này, thấy chưa? Nối vòng qua là nhau ra dâm. Còn dây dương này nối từ đây qua đây vào dây kích thôi. Đây dây dương đây. Rồi còn hai cái chân này là chân kích thì mình sẽ đưa ra hai dây này ở đầu này thôi. Đó, các bạn có thể gắn một con diode đây nhá, chống để bảo vệ rơ le. Còn đây mình không có gắn. Rồi mình sẽ test thử cho các bạn xem này. Mạch cái này nó chạy rất là ok luôn. Mạch này nó có cái đặc điểm đó là các bạn đấu cộng trừ thế nào thì nó cũng vẫn chạy hết, rất là hay. Và cái hiệu suất nó truyền qua là hầu như là hoàn toàn 100%. Còn điện á, bạn cấp nguồn thì cộng trừ thế nào nó vẫn chạy hết. Đây đang mình đang dùng là điện 12V. Các bạn đang xem video thì nhớ nhấn đăng ký nhé, để theo dõi những video mới. Và các bạn nên có một cái cuốn sổ để vẽ các sơ đồ mạch điện, sau này khỏi phải quên. Đây, hai relay. Mình sẽ cầm bên tay các bạn xem dễ dễ nhé. Này, cái xanh này. Đấy. Mình kích cái xanh này thì motor sẽ chạy này. Thấy không? Quay ngược chiều kim đồng hồ nhé, chiều kim đồng hồ. Rồi cái này kích vào dương, quay thuận chiều kim đồng hồ, thấy chưa? Thuận chiều kim đồng hồ. Cái này là nghịch chiều kim đồng hồ. Đó, cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu ngược chiều cái dây này lại cho các bạn xem nhé.
Nó cộng này. Do nó đóng mở bằng rơ le cho nên điện nó đi qua là 100%. Đó, rồi tiếp tục nhé. Nó vẫn chạy luôn các bạn, không có ảnh hưởng cái gì cả. Rồi các bạn xem lại sơ đồ mạch điện nhé, mình sẽ giải thích cho cái nguyên lý hoạt động của nó cho các bạn xem. Khi chưa có điện này, hai dây com này thì chúng ta đưa ra motor nhé, còn này cấp âm, còn chân một chân kia còn lại con relay thì làm điểm kích này. Thì nguyên tắc hoạt động như thế này, khi mà chưa có điện, tức là mình chưa kích cái chân này á, thì con này nè, điểm com nó nối qua NC, bên này com nối NC và cái này đang nối âm, cho nên hai cái motor này, hai dây này này đang có điện âm. Và khi chúng ta kích này, chúng ta kích bên này đi, kích bên B đi, thì con này nó có điện này, nó kích từ chân này vào trên điện dương mà, điện dương mà, thì chân này nó nối vào đây và có điện đấy. Thì do chân này không kích thì cái này vẫn đang kích âm, và cái này nó có điện nó đóng qua thì nó tiếp vào dây dương, thì bên này là điện âm, bên này điện dương, thì motor quay. Rồi khi mình nhả ra thì nó lại trở về đây, thì hai dây này là dây âm. Khi chúng ta nhấn kích vào điểm A thì sẽ tương tự, con relay này nó sẽ đóng vào điểm này, nó ngắt điểm NO, và do điểm dương này, điểm NO này này là cấp điện dương, cho nên bên này nó sẽ là điện dương và bên này sẽ điện âm, nó đảo ngược chiều lại. Rồi nguyên lý hoạt động đơn giản vậy thôi các bạn. Cái mạch này là mạch đảo chiều động cơ không tự giữ bằng relay. Mạch điện này á là dùng đảo chiều động cơ không tự giữ bằng MOSFET IF540N hoặc là 3205 hoặc TIP41 hay gì đó. Còn đây là mạch đảo chiều động cơ có tự giữ và luân phiên với nhau, nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại đó. Thì video sắp tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mạch điện này và giải thích cái nguyên lý hoạt động như nó như thế nào luôn, và tính áp dụng của nó rất là cao, chắc chắn là sẽ có nhiều bạn cần nó. Rồi mình nói thêm nhé, các bạn đang xem kênh của mình á thì nên sắm một cuốn sổ và vẽ các cái mạch điện, vẽ tất cả các mạch điện vào, thì mình xem cái video nào thì mình sẽ vẽ mạch điện đó và ghi cái tên đó, sau này mình cần sẽ lấy ra, mình sẽ làm các cái mạch điện vào trong một cái cuốn sổ này. Cuốn này khoảng 200 trang thì nó khoảng 100 cái mạch điện trong này cho các bạn, cho nên các bạn cứ đầu tư một cuốn sổ nhé. Mình hứa sẽ đưa nhiều cái mạch điện rất là hay và độc đáo đến cho các bạn để giải quyết các cái vướng mắc mà các bạn gặp phải trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.